làm váy dạ hội cho búp bê đáng yêu theo cách riêng. Đổ bột vào khuôn, nén chặt, thêm nước vào, rồi để khô trong 5 phút. Ta-da! Tùng váy bồng bềnh đây rồi. Búp bê lung linh trong chiếc váy dạ hội xinh xắn. Đính thêm kim tuyến, rồi để khô trong 15 phút. Diện váy thật đẹp đến biệt thự dự tiệc thôi nào. Cùng khám phá hơn 50 bất ngờ bên trong biệt thự. Nội thất là khuôn tạo hình cát, tặng kèm 5 màu cát động lực và búp bê theo playset. Sưu tập ngay tại My Kingdom.